Phật ơi, nhạc nhẽo vậy đâu mà nó nổ lên đùng đùng hơn trời sập trời. Nó nhạc cũng vừa phải vừa đủ nghe đó chứ. Ôi, làm gì đó không? Trời đất ơi, không thấy sao còn hỏi. Lao nó vậy chứ làm gì? Ủa làm gì lao chùi sớm mà? Đâu không có mang để nó đóng bụi đóng bẩm. Em mua chùi vô cho nó bóng. Tết cũng đi chúc Tết rồi nữa chứ. Chuẩn bị sớm dữ ha. Năm nay là đi chúc Tết à, có xui có da rồi. Chúc Tết lì xì rồi cho con cháu chứ. Bà nói tôi cho bà mua gì mà lỉnh kỉnh lẻn khẻn vậy hả? Đẹp không? Ừ, cái này đẹp nha. Tôi nói ở quê đúng là thiệt Tết vui lắm ông ơi. Tôi nói ra chợ hen rộn ràng dữ lắm. Ôi ôi bán đồ Tết quá trời quá đất luôn. Tôi thấy ham quá nên tôi mua về dán nhà dán cửa cho nó đẹp. Ừ. Thôi bà đem vô bà dán đi. Tôi tranh thủ tôi lặt mấy cái mai cho nó chỗ bông kịp Tết. Nhìn á. Trời ơi mua được cái này tôi ưng ý ghê luôn á. Đúng rồi. Tết nhà cửa cũng mới có màu mè, hình ảnh qua mai qua hồng rồi chứ.